Mọi cái nó dễ nếu như các bạn có cái phương pháp học tập hiệu quả. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là các bạn phải đảm bảo rằng là những cái gì thầy đã dạy các bạn phải tự thực hành lại ở nhà. Bởi vì nhiều bạn rất là ỷ y, nhiều bạn cái kiểu là buông xuôi kệ ổng, ổng nói đó còn ta học hay không tùy. Bởi vì thầy tin chắc rằng, thầy nói luôn, các bạn dành nói chịu, tin chắc rằng nhiều bạn vào đây để học gom đề, gom đề cho thằng Cảnh đấy, cho thằng Anh đấy, hai thằng mà học trò của thầy, hai thằng học trò của thầy nó đang quậy trên Facebook, mọi người thấy không? Đấy, nó làm cho Đại học Công nghiệp và Tôn Đức Thắng tin tưởng nó ghê gớm lắm. Nhưng thực ra là những cái đề đó là của thầy. Và thầy nói luôn các bạn buồn thầy ráng chịu này, các bạn buồn thầy ráng chịu này. Chỉ khi nào các bạn học và các bạn đăng ký thi, có thể là mọi người cần thi vội ở Hà Nội, hoặc mọi người chưa cần thi vội thì mọi người chờ cái lịch miền Nam rồi mọi người đi thi. Có hai hướng như thế. Hướng nào thì các bạn cũng sẽ thông qua thầy. Và khi thông qua thầy thì 20% còn lại nó sẽ xuất hiện. Đúng không? Còn các bạn tự đi thi, các bạn thi không được với cái khối lượng kiến thức nhiều như thế này. Đúng không? Như bạn nói ổ, ổng rút đề hay ta không? Thầy sẽ có một cái bí quyết, một cái kinh nghiệm mà trên cái nhóm chính thức của thầy, thầy sẽ chia sẻ để các bạn đạt được thang điểm tốt nhất từ B1, B2 trở lên. Đúng không ạ? Thầy dám tự tin là B1, B2 trở lên. Miễn là chúng ta sẽ không có suy nghĩ gì về việc quay cóp bài thi này cả. Miễn là chúng ta sẽ không có bỏ bài thi bất cứ một kỹ năng nào cả. Thầy sẽ chỉ cho mọi người những cái nào và thầy sẽ hỗ trợ các bạn hết mình. Miễn là các bạn đừng qua mặt thầy vậy thôi. Thầy cũng chẳng qua mặt các bạn mà các bạn cũng chẳng qua mặt thầy. Đừng giống mấy thằng sinh viên của thầy được. Ha, rồi. À, được chưa? Như vậy bây giờ nhớ này. Các bạn đừng chờ, kiến thức mình phải chuẩn bị đi. Có lẽ là cái bữa nào thầy cũng nói lại điều này nó khá là mệt. Chuẩn bị cái gì vậy? Chuẩn bị cái email đi. Email chỉ mọi người 18 đến 20 điểm là mà, 20 điểm. Số 50 điểm viết mà, đúng không ạ? Nếu mọi người không chuẩn bị, bởi vì sao? Bởi vì nói rõ ràng với mọi người là phần 1 quá là dễ, mà tiếng Anh mình gọi là gì? Too easy, đúng không? Quá dễ. Phần 2 và phần 3 dễ, chỉ cần đủ từ. Thầy gọi là đủ từ chứ thầy chẳng mong đợi các bạn phải quá số từ quy định. Và hôm trước thầy có dặn mọi người kỹ lắm. Em muốn điểm cao đúng, từ em phải vượt hơn 1 phần 2 số từ quy định. Có nghĩa là 20 30 thì em phải vượt từ 26 trở lên. Rồi. Còn phải nói. Ơi, em nghe thầy nói về nhà, em nói lại em nói không được. Ủa thầy có kêu em nói giống thầy đâu. Khi nào thầy nói em nói giống thầy nha. Đúng không? Khi nào thầy nói em nói giống giống thầy nha. Thì lúc đó các bạn mới sợ. Cái quan trọng thầy chọn học ở đây là gì? Xử lý tình huống bài thi. Xử lý tình huống bài thi. Xuất hiện câu đó, nói làm sao? Biết nó liền. Cách nói như thế nào? Ngữ điệu. Ngữ điệu này ha. Ngữ điệu này, được chưa? Được không? Phát âm không quan trọng, ngữ điệu, ý tưởng này. Vá câu, thầy dùng một chữ đấu vào kém ha, câu giờ. Câu giờ, câu ý, câu câu dùng thầy. Câu giờ, câu ý tưởng, câu câu dùng thầy. Người ta cho 30 giây, nó có 2 giây bấm kết thúc rồi thì sao mà có điểm cao được? Đừng, đừng bao giờ nghĩ rằng là cứ có nói là được. No, cố gắng câu giờ. Hôm nay nghe nói cái câu giờ này, những bạn tốt cao, những bạn đại học Hoa Sen, đại học Sài Gòn, ngành tiếng Anh bơi vào đây nghe thầy dặn này, nghe thầy dặn này, bơi vào đây nghe thầy dặn này, 30 giây phải nói, 20 giây trở lên đối với những bạn muốn điểm cao ấy, nhớ nhé. Phần 1 ấy, phần 2 45 giây, 45 giây tối thiểu 30 giây trở lên nó có cái band chấm điểm hết á, hôm nay thầy mới nói. Phần 4 đúng không? Phần 4 là sao? Phần 4 là 2 phút nói đúng không? 2 phút nói tối thiểu là 1 phút 30 giây trở lên. Đó, có cái bí quyết gì thầy nói hết rồi đó. Hôm nay thầy nói nè. Hôm trước thầy đâu nói đâu. Cái này hôm trước thầy nói. Đúng không? Hôm trước thầy nói rồi. Nghe đây. Đúng không ạ? Nghe đây. Không được dùng chữ OK.
không được dùng chữ ok, à, không được dùng chữ bla 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 bla, đúng không? Không được dùng chữ etc, đúng rồi. Trong khi đang nói, được không? Đôi lúc mình hay nói gì, ví dụ như cái phần 1 nó hỏi cái câu hỏi là what did you do yesterday, what did you do yesterday, what did you do yesterday, hôm qua bạn làm gì, đúng không? Tâm lý của mình sẽ nói rất là nhiều. Ví dụ như vừa rồi có một bạn đi thi ngoài Hà Nội, bạn ấy thi về được 44 điểm nói. Bạn nói em nói tốt lắm, em nghe lời dặn của thầy, em luyện tập nói tốt lắm, sao có 44 về thầy. Bắt đầu vấn đề như sau, thầy tìm hiểu ngay. Ok, I still remember yesterday I just stayed home because I felt so nervous about the exam. I tried to practice English with my brother. Okay, my brother, a member in my family. His English is okay, and we try to practice a lot. And after that, I feel so okay. Nó dùng chữ okay mấy lần luôn. Chỉ khi các bạn nhớ này, một chữ okay thôi là các bạn đã mệt mỏi rồi. Chẳng qua thằng cu này nó vẫn được 44 điểm nói bởi vì nghe này. Ý tưởng nó tốt. Chứ còn đụng đến một chữ ok mà nó tệ tệ là bạn bị trừ hết nửa số điểm. Đúng không? Rồi. Thêm một trường hợp ha. Trường hợp số 2 là thi viết ra điểm thầy mới nó mới báo điểm cho thầy, thầy không báo mọi người liền đây. Điểm viết ha. Rồi. Hai thằng viết phần 2, phần 3 tuyệt đối điểm hết á. Tuyệt đối 10 hết á, và phần 3 là 15 điểm hết á. Rồi, đến phần viết email. Tổng điểm đấy. Tổng điểm của hai bạn này chỉ ngừng lại 25 điểm. Bạn ấy điên lắm. Bởi vì hai bạn này đã học Sài Gòn mọi người. Nó giỏi lắm. Nó nói là em không thể nào 25 điểm được. Bởi vì em duy trì ngữ năm 4 rồi. Em đi dạy IELTS được mà sao mà em 25 điểm, nó đòi phúc khảo. Rồi, phúc khảo đúng không? Mở ra xem. Vậy 20-25 điểm là mình đã viết giống ông thầy rồi đó. Viết giống ông thầy mình đang dạy đấy. Có nghĩa là sao? Cái tiếng Việt của mọi người diễn lại không tốt. Mọi người bê nguyên một bài của thầy. Và các bạn rất tự tin. Em đã diễn lại rồi mà. Em đã đổi một từ rồi mà sao giống được thưa thầy? Không được. Diễn là gì? Cùng một vở... có mỗi cách diễn khác nhau, làm sao cho người khác hiểu và làm sao cho người khác cảm nhận theo những hướng khác nhau, chứ không phải là đổi một từ. Bạn ấy nói đấy, em đổi này, thầy nói là 10 tháng, thầy nói là 10 tháng, em đã đổi lại là 9 tháng rồi. Ủa, cái này đâu phải đổi. Cho nên những ai thầy nhận xét tạm ổn, bài email mà thi chữ tạm ổn hoặc là ổn, xem lại ngay, không phải là giỏi đâu, xem lại ngay. Nếu những tầm ổn và ổn trên cái giao đoạn của tao, cả lắm 10 đến 12 điểm đổ lại à. Thầy nói thật mà, đúng không? Còn khi nào thầy nói ok, khi nào thầy nói tốt thì mới tự tin được bước đến 18-20 điểm. Thầy nói thật như thế. Nhưng mà hỏi thầy sửa cho tụi em đi chứ. Thầy nói ổn với tầm ổn chi nữa. Không phải thầy làm biến, nhưng mà nếu thầy sửa các bạn sẽ quên đi. Các bạn không còn nhớ về ý tưởng của mọi người nữa. Cho nên thầy phải để các bạn tự chỉnh sửa. Nếu mọi người thấy xuất hiện chữ tạm ổn và ổn, chỉnh là nghe, đúng không? Còn nếu là nó ok và tốt là học đi. Nói với mọi người như thế, các bạn hiểu ý thầy như thế nào thì các bạn qua cái đề nói số 2. Như vậy nhiều bạn đặt câu hỏi với mình là ủa vậy có bao nhiêu đề nói tất cả? Đừng hỏi thầy có bao nhiêu đề nói, mà hãy cùng thầy học các đề nói sẽ xuất hiện cho mọi người. Rồi, một nhóm người đang ngồi xem phim ở rạp, có nam, có nữ, có tô bắp nổ, có ly Coca-Cola, có người da trắng, có người da đen, họ đang ở trong một cái phòng chiếu phim, họ cười nói rất là vui vẻ, đúng không? Nhưng mà như bạn học với thầy lúc trước ấy, toàn là yes, let me see, I can see, đúng không? Mấy thằng Hà Nội bây giờ bắt chước thầy ra, đúng rồi. Thay đổi nó cũng đổi luôn. Thầy nói là look at the background, there is và there are, cái gì kể ra thì các bạn cũng phải hiểu rồi. Rồi, thầy có sợi đáp án ở đây. Thầy muốn các bạn mô tả giùm thầy cái hình.
Sau đó nó hỏi cái câu hỏi là kể về cái thời điểm nhiều là khi nào, cái thời điểm mày cười nhiều là khi nào. Thầy có soạn luôn, thầy muốn mọi người nói thầy nghe phát âm thử. Rồi câu hỏi số 3 liền. Những người đến từ quốc gia khác nhau, họ cười khác nhau, có phải không? Đúng không? Đó, đúng không mọi người ạ? Đúng không mọi người ạ? Đó, thầy soạn đáp án sẵn luôn. Rồi người nói cho thầy nghe thử cái giọng điệu, cái phát âm của mọi người xem. Thầy bắt đầu đi mọi người. Hello. Ai xung phong à? Ai xung phong à? Thầy mở micro cho mọi người nói ha. Mở rồi. Hoài Duy. Hoài Duy nói đi Hoài Duy. Thầy nhớ tên em, thầy sẽ giúp em. Dạ, hello ạ. Ok, nói đi Duy. Look at the background. They are, look at the background. They are the some people. They are the in the cinema, IT show. I can see all the young people and the men and the women. They are watching film excited. They are having popcorn and a cup of coke. Okay, so me, tell me the time you laugh a lot. Yes, I still remember the time I laughed a lot was the last week. I went to the cinema and watched a cartoon. It was very funny with a cat and a mouse. They have stupid action. I felt so funny and I laughed a lot. Okay, so people from different countries laugh at different things. Yes, yes, I think the people from a different country only have a different cultures. I mean the way they communicate the language. These you are the complex different. They have their own ways to make their partners feel happy and laugh. Okay, that's good. Cảm ơn Duy. Như vậy, cùng nhận xét với Duy, thầy bấm đồng hồ thì thời gian thì tạm ổn, đúng không ạ? Nhưng mà Duy, từ từ, nhận xét điểm tốt đã. Tự tin, có ngữ điệu, đúng không? Có ngữ điệu, phát âm cũng khá là ổn rồi. Chỉ có cái chữ này là cultures, đúng không ạ? Rồi, tuy nhiên Duy, có một cái mà tâm lý của ai cũng vậy, tâm lý của ai vậy á mọi người. Một số giáo viên mà lúc trước, giáo viên tiếng Anh luôn á, học với mình họ cũng bị đúng này. Mình nói đây là bài thi, chứ không phải các anh các chị đi dạy tiếng Anh cho các bé sinh viên đâu. Bài thi thì tốc độ nói nó chậm lại, ngữ điệu giống Duy là tốt, nhưng tốc độ nói phải chậm lại. Tốc độ nói nhanh quá không ổn, tốc độ nói nhanh quá không ổn Duy ha. Như vậy ví dụ đi, Duy nói là ổn rồi nếu điểm nói của Duy giữ đúng phong độ này và ý tưởng em có thể tuôn trào ra được, thì điểm của em sẽ dao động từ 38 đến 42 hoặc là 41 điểm, đúng không? Nhưng mà để 46, 48 và 50 nó sẽ khó. Thì có tại vì vì sao khó thì từ từ em học em sẽ biết đó. Rồi nói à, ví dụ tốc độ nói này. Look at the background. I see there are some people. They are in the cinema. I think so because I see some old and young people and the men and women. I also see the black and white. They are sitting on the chair. The room is so dark. Maybe they are watching film. Beside that, I also see they having the popcorn, the cup of Coca-Cola, and they are smiling. They look so happy. Nghĩa là ngữ điệu thấy là tốt, nhưng tốc độ của Duy chậm chậm lại nữa, nhấn nhá nhún nhí lên một tí nữa, nhấn nhá nhún nhí. Như vậy hiểu chưa? Thế là ổn. Cảm ơn Duy đã hỗ trợ, đúng không? Mình cần các bạn lên giọng để mình còn nhớ mặt các bạn nữa. Nhớ tên chứ. Mình ngày đây. Dạ thầy, bữa trước em có xin thầy cho em thi sau, em có cái lịch đi công tác xa. Em định thi ở đâu trước Duy ạ? Duy sắp tới em hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, mà có thể em bay ra ngoài Hà Nội thì em có thể thi rồi, có thể thôi nha thầy, nhưng em cũng chưa chắc chắn. Nói chung là bạn thầy cũng chia sẻ với Duy và các bạn là bản thân thầy. Những cái bài nói này mà nếu các bạn nhớ được thì quá tốt. Tuy nhiên á, vì sao thầy không khuyến khích mọi người nhớ, đúng không? Bởi vì nếu mọi người nhớ, mọi người sẽ bị áp lực rất là nhiều. Và cái chữ này thầy gọi là áp lực về cái bộ não của mình á, mình không xử lý được thông tin là mình to. Rất là mệt mỏi, thầy nói một thật, rất là mệt mỏi nhé. Rồi, bây giờ mình qua phần 3.
Phần 3 là luôn có hai hình trái và phải, đúng mọi người ạ? Để cách nó có hai hình thì vẫn là look to the background, down to pictures, picture on the left, có gì mọi người kể ra. Sau đó mọi người chuyển sang the picture on the right, the picture on the right có gì mọi người kể ra, bla bla bla. Như bạn hỏi, ủa, picture left và right chứ, từ người ta biết không? Hơn nhau là chỗ này nè, hơn nhau là chỗ này nè. 45 giây mô tả cặp hình ảnh này. Bên trái dành cho nó 20 giây, bên phải dành cho nó 20 giây. 5 giây còn lại là xử lý đúng rồi, mình hay nói đùa như thế. Như vậy thời gian mọi người canh cho nó chuẩn. Oh my god. Ngày này số cả khó chịu quá. Rồi, đó là cái mình có soạn câu trả lời hết á, các bạn đừng lo. Các bạn đừng lo. Ok. Sau đó có hỏi, nó hỏi là gì ạ? À? The kind of people shop in these places. Nhưng mà nó, thầy ơi, đi thi nó là câu hỏi này nè thầy. What kind of people shop in these places? Ủa có what hay không, kệ mà. Nó vẫn là nhóm người đi mua sắm trong hai nơi này. Và nghe thầy dặn lại nè. Nếu đề thi hỏi chữ these places thì các bạn phải đề cập lại cụm từ the picture on the left và the picture on the right. Đúng không ạ? Sau đó hỏi là which place hoặc là which of these places. Nếu có câu hỏi này nè, nếu có cụm từ này nè, thì mình sẽ chọn một cái bên trái và một cái bên phải để mình nói. Mình không bắt buộc nói cả hai, bởi vì một trong những nơi này bạn thích đi mua sắm là nơi nào? Nơi nào vậy? Đó là một cái cửa hàng tiện lợi, đó là một cửa hàng rồi, và một cái siêu thị nha. Yeah, rồi bà nào xung phong nói cho thầy cặp hình này nè, come on. Nói đi nè. Hello mọi người. Nếu các bạn không nghe, thầy sẽ nói lại cái chỗ này. Look at the background. I see that two pictures. The picture on the left. I see a man. He is in the store. Because I see there are some products around him. And on the table, I see there is a computer. Maybe the man is using it to try the product. And the picture on the right, I see two people. A man and woman, they look so happy. Maybe they are husband and wife, and they are choosing food in the supermarket. Họ tiếp theo, cái nhóm người nào đi mua sắm cho hai trong hai nơi này, mình nói. Yes, I think the picture on the left. Why? I'm in the store. Is it very convenient and easy for busy or young people? Just an example, I am a teacher. I don't have time to go to supermarket. So I go there, I buy food. And I don't need to wait to pay money. And the picture on the right, I think I'm in the supermarket. Is it good for the family? The family, father, mother, and children, they go there. They go around the supermarket. They selfie. Or they can look at the products. They can buy everything in the supermarket. Đúng không? Mình cứ cũng là cái ý tưởng của thầy, đúng không? Cũng là cái ý tưởng của thầy, nhưng cách nói nó khác. Đúng không ạ? Mọi người ha. Bạn cố gắng nhé, cố gắng lưu ý rồi. Bạn thích mua sắm ở nơi nào hơn? Bây giờ siêu thị, nhưng mà bây giờ thầy nói cửa hàng đi ha. Thầy nói này. Kể các bạn đi thi, mọi người thích nói nơi nào không sao hết. I think I prefer to go to the store. I mean, convenience store. For example, KFC or extra offer, okay, or some kind of store like that. Mình thấy thầy dính chữ okay rồi, thấy chưa? Because in the store, I can buy many things. I go there. I no money. I go there. I buy the product and then I go home easy. Yeah, I think so. Oh my god, nó thế thôi. Mình sinh viên mà mình không đỉnh được giống bạn mình thì mình nói kiểu nào cũng được. Nói chung là đừng buông, đừng bỏ mà phải làm, phải nói nha. Rồi thầy nói nha, đừng buông, đừng bỏ mà phải làm, phải nói, được chưa ạ? Oh my god. Rồi, phần 4. Mọi người luôn có 2 phút để mọi người nói. Và trước 2 phút để nói thì như cái clip
Như cái đường link ở trong nhóm thầy dạy cho mọi người á, cái đường link ở trong nhóm thầy dạy cho mọi người á, là các bạn sẽ có 1 phút để ngồi suy nghĩ. Sau 1 phút mình mới nói. Nhưng mà biết không, vào vòng thi mọi người khớp quá, vào vòng thi mọi người khớp quá, vào vòng thi mọi người khớp quá, ai cũng quên lời của thầy hết đây. Ok rồi, thầy dịch, mọi người thấy không này, tất cả các bộ đề thi này câu đầu tiên luôn luôn là time, là thời gian. Câu thứ hai luôn luôn là feel, luôn luôn là câu cảm xúc. Và câu thứ ba luôn luôn là câu what did you do when they get lost, đúng không? Là câu người ta làm gì khi họ đi lạc. Cái câu này nó ngẫu nhiên rồi, nhưng hai câu đầu tiên này mặc định thời gian và cảm xúc. Không biết nói gì nói một mốc thời gian cũng có điểm, không biết nói gì nói một cảm xúc cũng có điểm. À hả, hiểu ha? Rồi, như vậy bạn nào thầy có đáp án luôn, thầy có đáp án luôn cho một bạn nói xong rồi thầy sẽ nói một ý tưởng khác cho mọi người xem. Ai xung phong giùm thầy ạ? Come on. Yes. In terms of the first question, the time I got lost. Last year I went to go to Singapore with my girlfriend. When we went off the plane, we lost in the airport. This is because we did not know how to call the taxi. Let's move on the second, how I felt when I got lost. I felt very worried and scared. My girlfriend cried a lot. We did not know how to get up the airport. Regarding the final one, I think people can use their smartphone to call their family when they get lost. Besides, they so make sure and ask the local people or policemen. Okay. When getting lost, these people will help them find out their place quickly. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn Hùng. Đầu tiên nhận xét Hùng ở chỗ này nè, Hùng tự tin tham gia và rất là từ tốn. Nhưng mà Hùng vẫn chưa có ngữ điệu nhiều so với những bạn vừa rồi. Hùng phải lên giọng tí nữa, Hùng phải nhấn nhá tí nữa thì mới được, đúng không? Bởi vì khúc đầu á thì Hùng nghe rất là tốt, nhưng mà khúc sau oải. Hãy dùng một từ đừng buồn nha. Khúc sau oải, oải là sao? Hình như khúc sau mệt ấy. Rồi ha, ok. Sao em mệt quá, em đuối sao á? Bây giờ mọi người nghe thầy nói thử nè. Cái cụm từ đầu tiên, in terms of the first question, the time when I got lost, yes, I still remember. Last year I went to Hanoi. Maybe it was the first time I went there. So I didn't know how to go to the hotel. I mean, I booked the hotel online, but I didn't know how to get there. So I just went around the airport, and I could go there after 2 hours. Let's move on the second. How I felt when I got lost? Yes, I felt very worried. And sometimes I cry a lot because I didn't know anybody in there. Just take example in Hanoi. I didn't know any people in Hanoi, so I cry and I try to look for the help from local people. And regarding the I think the people they can take advantage of their smartphone. I mean, on their smartphone, they can go to the CS Play to download some app, or they can use the Google Map to find the direction. Besides that, they can call 113 in Vietnam. In Vietnam, we have the 113. I mean, the policeman will help them because the policeman they know clearly on the street and the places. Mình có nhiều cách mình nói, thầy chẳng bao giờ nói hay, đúng không? Rồi. Oh my god. Nhưng các bạn nhớ ha. Các bạn nhớ là lúc mà nói ấy, các bạn cái khung, cái sườn của thầy là tốt. Thì bạn có bạn hỏi thầy là thầy ơi, em học thuộc cái bài của thầy luôn, đi thi em đậu không? Được, bình thường, nhưng mà làm sao em thuộc được mới ghê. Đúng không? Rồi ha.
Rồi, cảm ơn mọi người. Mình qua cái đề tiếp theo. Look at the background. I see there are two people. A man and a child. I think the father and his son. They are in the park. They are in the park. Because I see the trees around them. The trees around them. And the father is helping the child drive the toy car. They look so happy. Thế đó, đơn giản. À, rồi. Rồi, theo nào. How children and parents spend time in your country? Yes, in my country, in Vietnam, the parents and children can go shopping together. They can go to the Co-op Mart or go to the Vincom to buy things. Beside that, every night, they can open the TV, they watch the news, they watch the films on the TV. Or they can cook with each other every day. They make meals and they eat with each other. Câu tiếp theo. Tại sao bố mẹ và con trẻ cần dành thời gian bên nhau? Tại sao đường thầy nói nẻo này? Yes, in my country, I think every country in the world, it's very important for parents and children because the children will love their parents more and more. And besides that, the parents and children can share everything. The parent can have the children learn some useful skill, the skill how to learn, the skill how to solve the problem, the skill how to make friends with other people. Thầy soạn khác, thầy nói khác, mọi người theo. Như vậy nhiều bạn sẽ ngợp cái này, nhiều bạn nói thôi, thầy giúp thì giúp cho có, thầy soạn luôn bức hình. Rồi, thầy nói thử ha. Look at the background, okay. Background thầy ghi sai. I see there are, mọi người cứ bắt chước kiểu nói thầy là mọi người quen à. There are two people, two people, đúng không? A man and a woman, okay, a man and a child, sorry. Tại vì nhắc đến phụ nữ đây à. A child, I think they are father and son. They are in the park with many trees around, and the father is helping the child learn how to drive the toy car. They look so happy. Right. Đúng như mọi người, đúng vậy. Đấy. Hỏi tiếp theo là gì? Bố mẹ và con trẻ dành thời gian như thế nào trong quốc gia các bạn? Yes, in my country, I mean in Vietnam, the parents and children can go shopping, they can come to the Vincom or the metro. To buy food. Beside that, they can watch TV every night. They can watch the news or film on TV every night when the children finish learning. Đó, đúng không? Ai mà có gia đình như thế này thì hạnh phúc, đúng không ạ? Ha. Đấy, được ngồi coi phim với con, trẻ với bố mẹ trò chuyện rất là sướng. Đấy. Được không? Đấy, mình thấy đó, nhiều bạn nói là thầy ơi, như bạn nói mình, thầy ơi, thầy soạn ngắn quá. Rồi đi thi, thầy nói tụi em nói 45 giây sao nói được nó. Ngắn ấy không là do mình cơ. Đúng không? Và thời gian bao lâu là cũng do mình luôn chứ. Đúng không? Mình cố gắng câu cà cưa nó ra thì nó dài ra, nó có gì đâu mà người sợ. À, rồi ok. À, được chưa? Bây giờ qua phần 3. Đó, phần 3. Mọi người coi. Ai xung phong phần 3, mọi người lại phát hiện rồi, thầy lại không soạn nữa rồi. Có phải cái gì thầy cũng soạn? Với cái này dễ. Câu đầu tiên này dễ này. Khi đến thăm hai nơi này, cảm giác của nó sẽ như thế nào? Đúng
Đúng không? Rồi, bạn bạn nghĩ nơi nào tụi nhỏ nên lớn lên ở nơi nào? Vậy bạn nào mô tả hai bức hình trả lời câu 1, câu 2 giùm thầy. Có hai tài sản rồi đó. Nó sẽ biết hello. Hello teacher. Hello. I think the children should grow up in the city. It is because they have a good education. I mean they can go to school or go to good school or university. Besides, children can have a more free time. Okay, so To do for example, they can go to the convenience store or the seminar or the zoo. Okay, so describe the picture. Em mô tả bức hình này trước đi nè. Thầy không sợ bức hình, em nói luôn bức hình. Look at the background gì đó. Nó sáng. Rồi, có nghĩa là thầy muốn mọi người mô tả hai hình. Câu hỏi số 1, đúng không? Nữa đúng không? Mình nói nè. Look at the background. I see there are two pictures. The picture on the left. I see a very beautiful city. Next to the city, I see a park, and there is also a beach, a very beautiful beach. And I see a tall building in the city too. And the picture on the right, I see a village, a small village, small village. However, there is a lot of snow on the village, and around the village, there are many, many, many mountains. Rồi, hỏi sao là gì? What is it like to visit the places? Yes, in my opinion, when we go to the city, I mean, the picture on the left, go to the city, we can go to many famous places. We can eat food, we can selfie. It's very interesting. And the picture on the right, I mean, the village with the snow, of course, it's very cold. However, when we go there, we can try skiing on the snow, or we can play some game in this kind of weather. It's very relaxing. Which place is good for children to grow up? Yes, in my opinion, I think children should grow up in the city. Why? Of course, in the city there are good places, such as good university, good hospitals. The children, they can go to the school to learn many, many useful things from the famous school. And the children, the parents don't need to worry about their health. When they are sick, they can go to the hospital. Besides that, in the city, it's not cold. The children find it easy to grow up. Mình ngồi mình nói từ từ tạ tá tạ từ từ. Dĩ nhiên nó sẽ không hay giống bạn. Đâu, thầy nói rất dở. Thầy nói dở hơn những giáo viên khác nữa cơ. Nhưng cứ theo ý mà nói, cứ theo cách thầy mà nói, không ai dưới 38, 36 điểm mà. Điểm đều bước lên. Thầy dùng một từ ngữ. Điểm đều bước lên. Thầy nói là điểm đều bước lên ở ngoài. Đúng rồi. Rồi, phần 4 thầy có soạn này. Đề này nó khác người lắm. Câu này nó khác người. Nó nói một hoạt động ngoài trời mày chơi khi mày còn nhỏ là hoạt động gì? Rồi câu hỏi số 2, mày cảm thấy như thế nào về cái hoạt động này? Hỏi số 3, tại sao tụi nhỏ cần phải chơi các hoạt động ngoài trời? Đấy, các bạn có đáp án sẵn. The other activity I did when I was young, I still remember playing hide and seek every day. I played with my friends in the neighborhood. The game was very funny and interesting. Let's move on the second how I felt. Of course, I felt very excited and happy when I played with friends because we could eat the candies after the game and share skills together. Regarding the final one, I think the children spend their time can have more friends. I mean, they go out and play with other people every day. Besides, they can improve
their health. They don't care about rain or sun anymore. Okay, that's good. Rồi, cảm ơn em. Giọng tốt, nói chung là mọi cái tốt. Đó, thầy nói từ tốn lại cho mọi người nghe ha. In terms of the first question, the outdoor activity I did when I was young. Yes, when I was young, I often went to the field. You know, the field in Vietnam with many many kinds of trees there. Maybe you can see the rice field, right? We go there. I went there with my friends, and after leading the buffalo to the field, we started to play soccer. The game so interesting, and we spent 2 or 3 hours playing with each other. Let's move on to second. How I felt? Of course, I felt excited and I felt happy when I play with my friends. I mean, because we could meet each other, we could eat with each other, and we could share skill with each other, we felt very happy and very happy. Regarding the final one, when the children spend time outdoor a lot, they find it easy to make friends. I mean, they go out, they meet many people. They can ask the people names, and then they can be friends easily, right? And besides that, they never feel sick anymore. Why I say so? When the children go out, they experience many kinds of weather, so they feel stronger and stronger every day. Thầy nói khác đó thôi. Thầy nói khác đó thôi. Không sao hết ạ. Không sao hết ạ. Nhưng mà nó ồ. Ông thầy đi. Sao đi mọi người. Mình không nói. Ông thầy này chơi kỳ ghê á, ông sàn đường nó nẻ rồi, đố thằng nào biết nói gì, đố thằng nào biết nói gì, đúng không? Ai cũng nói cái điều này hết, nhưng mà mình phải đính chính với nhau này ha. Rồi. Rồi để thầy một tí, thầy báo với bạn này một tí. Rồi được chưa? Ok. Rồi, đề tiếp theo nè. Đề này thầy nhìn sơ sơ qua một tí ha. Là Xuân Phong hả? Hello. Tuấn Ngô ơi, lá xây Tuấn Ngô. Dạ, chào thầy. Lá xây. Look at the bit now. I see there are some people. Maybe they are in the cooking class. Yeah, it is because I see the teacher and some students wearing apron. They are looking at the camera and smiling. On the table, there are some vegetables. On the wand, I also see some cooking butter. Maybe they are practicing cooking something. Okay, now, how people learn cooking in your country? Yeah, in Vietnam, people learning cooking by imitating mother or sister. Then they try to make meal by themselves. Another way I think they can watch cooking program on TV. They can understand how to prepare ingredients and cook good meal by themselves. Okay. Now, why people learn to cook for themselves? Tell me, let's say beef. I have some reason to say why. The first reason is that they can cook something to eat when they feel hungry. For example, they love to eat pizza. Hungry. Okay. Yeah. For example, they love to eat pizza.
They need to make it by themselves. The second reason is that they can protect their health. I mean the food. They could eat on quite clean and fresh. Okay, that's good. Cảm ơn em. Đầu tiên là em có sự tự tin. Em có sự tự tin, đúng không ạ? Rồi em có sự tự tin và em rất là dõng dạc, nói chung là ổn rồi. Nói chung là thế là ổn rồi ha, thế là ổn rồi. Nhưng ngữ điệu của em không ổn. Ngữ điệu của em không ổn, ngữ điệu của em không ổn. Ngữ điệu của em không ổn, có nghĩa là giọng này là giọng này là giọng đọc. Giọng này là giọng đọc chứ không phải là giọng nói. Giọng này là giọng đọc, đúng không ạ? Em đang đọc chứ em chưa nhánh nhái, chưa nói được nhé, cố gắng nhé. Rồi. Như vậy mình sẽ ví dụ thầy nói cho em nghe nè. Look at the background. I see there are some people. Maybe they are in the cooking class. Is it because I see the teacher and some students, they are wearing apron? Yes, the apron that's used for cooking, right? They are looking at the camera and smiling. And on the table, I see the cooking poster, the ingredients, such as the vegetable or fruit. Maybe they are practicing cooking something. Mình cứ lên giọng như thế. Rồi. Rồi, ok. Đợi thầy tí. Chị hết nổi. Rồi, cảm ơn em. Nhưng mà cố gắng lên giọng tí nha em. Rồi, phần 3 nè. Bà nào giúp thầy phần 3 nè. Thờ mỏ, đứng nhưng mà đúng thôi. Đứng dưới đất. Có đội nón bảo hiểm, đúng không ạ? Có đèn pin trên đầu, rất là tối và dơ. Bên phải là hai đầu bếp mặc đồ màu trắng, phụ nữ bưng dĩa đồ ăn, đàn ông thì đang nấu ăn. Đúng rồi. Rồi, câu đầu tiên là good job, have well pay. Công việc nào được trả lương cao? Trong hai công việc trên ấy, trong hai which of the hay which of the job, công việc nào ở đây được trả lương cao, đúng không ạ? Rồi. Câu hỏi này cũng vậy. Which of these job is more fun to do? Công việc nào thú vị hơn để mà làm và tại sao? Rồi, thầy rất mong muốn một tiếng nói từ các bạn thanh thương của lớp. Được cái giọng đọc, giọng này vẫn là giọng đọc đấy. Em phải nói chứ. Bởi vì sao? Phát hiện ra giọng đọc liền đúng không? Em đang rê từ. Rồi, em đang rê từ. Em đang rê từ, em đang rê từ. Cho nên nó phê cực kỳ. Nghe nó phê, nó nghe nó mệt. Nhưng em nếu em nói như thế giống như bạn hồi nãy thì maximum điểm của em chỉ là 36 điểm hay là 34 điểm, chứ để vượt qua 36, 38 nó khó đấy. Nhưng 34 điểm là mừng rồi. Tuy nhiên không biết là ý tưởng của bạn sẽ ra sao thôi. Oh my god. Tranh thủ thầy đi mua thuốc cái chuyện này. Rồi. Mọi người ha. Rồi nó nói gì nữa? Cái phần 4 là a sport you watch on TV. Các bạn phát hiện ra không? Nó không còn câu hỏi thời gian nữa. Hai đề liên tiếp này nó không còn là câu hỏi thời gian nữa, mà nó hỏi về một vấn đề cụ thể nào đó. A sport you watch on TV, một môn thể thao bạn xem trên TV. Rồi xoay. How you feel when you watch it? Bạn cảm thấy thế nào khi bạn xem chương trình đó? Rồi tiếp theo là do sport help to bring out the best person? Những môn thể thao giúp chỉ ra đâu là những người giỏi nhất có phải không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Thông qua cái môn thể thao, con người ta sẽ biết được ai giỏi hoặc ai dở có phải không? Ý là vậy đấy, ý là vậy đấy. Hiểu không? Rồi, bạn nào nói giùm thầy cái này xem. Thầy có sẵn hòm hòm hết rồi. Hello mọi người.